Hello, xin chào anh em. Đây, muộn rồi, 12 rưỡi rồi. Hai chú cháu đi thì ông chú được một hàng đây. Hàng này nếu mà gột mồi quá ok luôn này, gấu không? Dựng màu chăm chẳm luôn, màu hơi đá lên. Đây. Đây. Các em nào cần alo luôn, trực tiếp này. Dựng nó chăm chạm luôn, hiểu không? Màu đá lên, gốc màu dài. Bộ chung. Gấu thật đấy. Tối anh em xem clip của nó nhá. Đấy, nào. Ok, để tôi nhắc xem này. Lèo chưa? Trong túi bổi vẫn dựng màu bình thường. Con này nếu để gột mồi quá ok luôn nhé. Anh em cần thì liên hệ trực tiếp em. Con này 6 lít lên đường. Anh em cần lít thì tối sẽ có lít lên. Mồi sau lưng đang hot ạ. Rất lèo nhé. Dựng màu chăm chậm luôn. Không cục màu à, không. Không cục tí màu nào. Màu hơi đá lên. Tí màu chăm chậm luôn. Đây, chú ngồi đây cho nhấc cái con mồi ra nào. Nhìn xem con mồi chú. Con mồi ạ. Thả con mồi ra rồi. Thầy lúc nào cũng dựng màu luôn. À. Rất tợn con chim nha. Lồng này form Hòa Bình à? Hòa Bình này. Các em này bẫy được đây. Các em có dám thay độ gì không? Thay độ đấy. Có còn thay độ đấy. Chả sợ đâu, vẫn dựng màu. Và nó gấu nào. Khéo cho ăn chuối ăn luôn. Ông nhắc từ cái lòng nghe là nhắc bảo cho đặt cạnh chuối ăn không. Nhắc bảo cái lòng nghe. Ăn chuối không? Đói ăn. Nhiều con đói ăn. Không xuống nhỉ. Em đang treo mồi đằng kia anh em kìa. Nhưng mà có con đấu, nhưng mà đấu giọng thôi. Treo ra lại mất hút rồi. Đi tiền móm à. Chim vừa gà. Anh em cầm thì alo trực tiếp nhá. Này gột mồi có ok luôn, bộ chung. Cầu tốt, mỏ đều đúng không? Cánh đều, cánh được. 6 lít lên được. Mà cũng dựng chăm chắm. Cô con nó đằng kia sao? Chú thử ra đằng ý treo này. Đằng kia có một đôi anh em kìa. Ok anh em nhé, để hẹn em clip tiếp theo.